Vi Phú xin mến chào tất cả quý vị anh chị quay trở lại với kênh Vi Phú trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì hôm nay em đến quán có một số loa Boss khá là chất, loa bầu, đúng là đọc đúng là loa bầu, đúng thì người Việt Nam mình cứ đọc tung đúng mà. Rồi quay cho bác xem. Thì đây là một combo 300 PM sản xuất từ 1997. Ở đây thì em sẽ quay ra phía sau xem nó thông tin xuất ở đâu. Con này công suất 300W cơ, không phải vừa đâu. Sản xuất từ Made in Canada nha các bác. Đây này, Made in Canada nhé. 6 ohm, 100W, nhập lực 300W, công suất tối cao tối đa là 300W, 85 decibel, 6 ohm nha các bác. Con này thì sản xuất ở Canada năm 1997, bây giờ là nó bảo hành 3 tháng với giá là 4 triệu đồng chưa ship. Một đôi như thế này nó nặng khoảng tầm xem nào, 13 cân, mất tầm các thứ mất 3 triệu tiền ship nữa rồi. Quá là đắt, là 7 triệu một đôi như thế này. Đắt thế, đắt quá nhỉ, khó chơi đấy. Đấy thì quay lướt cho bác xem một lần nữa về cái ngoại quan bên ngoài của nó, rất là đẹp. Dòng này thì khá hiếm, cũng em cũng ít thấy dòng này ở các cái quán khác và cũng ít bác hỏi về con này. Đây thì em quay cho bác xem, vậy em sẽ sang quay con khác. Đây các bác, một trời loa bầu 201 luôn. Đấy, nó quá là nhiều, quá tuyệt vời. Đây là những 201 mm mà các bác rất nhiều bác đang hỏi nhưng em vẫn chưa tìm ra được. Đây nha các bác, con trước con sau này. Đây 201 mm, đó là một đôi này, hai đôi này. Em xem series và sản xuất, nó sản xuất tại Made in USA. Made in USA. Đấy thì con này là con bên phải, con bên này là con bên trái. Coi series cho nó xem nào. Con này là 363, 3363, con này 3362. Rồi một cặp. Rồi bow 201 mm, hai quay nhá, hai đường ra 6, công suất nhập lực 60W. Để em xem xuất lực của nó là bao nhiêu watt. Đi về sau. Con này công suất thiết kế của nó không ghi ở đây à, ghi chỉ ghi 8 ohm điện trở thôi. Và cái công suất xuất lực của nó thì không thấy ghi. Của hai con thì đều không thấy ghi công suất xuất lực của nó luôn nha bác. Chỉ có ghi điện trở là 8 ohm thôi, Made in USA thôi. Đây có, ở cái quán này người ta đang có 3 đôi, 4 đôi luôn các bác, rất là nhiều. Các bác nào nhặt thì em sẽ nhặt cho, kể cả bên Nhật, bên Việt. Bốn đôi nha bác. Ui giời, cái điện thoại của em nó vừa bị rơi bác. Tí nữa thì toang hết đường làm ăn, hết mỗi cái man nó bị rơi mất. Ai da, xuất cả ruột. Đi quay YouTube bao nhiêu lâu chưa đủ tiền để mua một cái điện thoại mà rơi thì chết. Và cũng rất cảm ơn các bác đã ủng hộ trong thời gian qua để có những lượt view nhất định. May điện thoại của em chưa vỡ, em vẫn chưa có duyên với điện thoại mới. Rồi, ở đây thì có bô 302 201 mm, 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi nha các bác. Rất là nhiều, còn rất là đẹp. Còn hai con này còn bọc trong túi bóng nguyên này. Nguyên nhá. Em chụp một cái ảnh để làm cái ảnh bìa cho video các bác cùng xem cho nó dễ. Rất là nhiều. Rồi, trời, quá đẹp. Đây là 4 đôi, rất là đẹp này. Rồi em sang quay những cái đôi khác nào. Đây các bác, bên này thì có một cái trầm thôi, chứ nó không có là không có đủ bộ của nó. Một con bow acoustic, Acoustimus 15 hay là AM đấy, bow A15 đấy, AM15 đấy. Con này có giá là khoảng cái trầm của nó không đã bán nó tầm 2,7 triệu rồi. Cắt con này nó cũng mấy cân rồi, khá là đắt. Thì nó không có mấy cái loa con với nó kèm nên là em sẽ không quay được. Và ở đây thì nó có hai cái giá để loa, treo loa. Con này có giá bán gần 1 triệu một đôi như này, đắt thật, kinh nhờ. Một cái giá gắn loa này mà gần 1 triệu rồi. Và ở bên này
có một cái đôi bát rời mát 20 của thằng Bâu 111 CL Series 3. Con này có giá là khoảng 2 triệu đồng, sản xuất là 1996 và công suất là 150W nha các bác, bảo hành 3 tháng. Con này chắc là made in China. Tay nó hơi bị khó quay. Con này là không thấy ghi sản xuất ở đâu, chỉ có mã và công suất 45W cho đến 6 ohm, có điện trở 6 ohm và công suất từ 45W cho đến 150W là tối đa. Đây có ghi công suất tối đa 150W, công suất bình thường là 45W. Đấy thì đấy là có một đôi của nó trong làm cái này. Cái em sẽ sang quay những con bên kia nữa, nó nằm rải rác nên không tập trung một chỗ. Đây các bác, đây có hai đôi bow loại lớn. Loại này thì em dùng loa cho hội nghị các được luôn này. Đây là một con bow 802 series 2, có cả đôi nhé, có loại có hai lỗ thông hơi này. Thì còn rất đẹp, chữ bow còn rất mới đẹp này. Có luôn cả cái đầu của nó, đầu lọc nó lên trên luôn. Con này có giá bán rất đắt, 30 triệu rồi, 30 triệu chưa kể vận chuyển. Công suất xuất lực tối đa là 600W, quá khủng. 30 triệu và sản xuất năm 1983, bảo hành 3 tháng, không thấy sản xuất ở đâu. Có để em sẽ ngoại ra sau. Đây có ghi thông tin đầy đủ trên này không? Ở đây thì không thấy ghi là made in ở đâu, vì cái dây nó che mất rồi. Đây các bác thông cảm. Nên nói chung là đây có một đôi này 30 triệu cho đôi 802. Em sẽ quay xa ra bác xem. Đấy. Và bên cạnh đây nó có một con một đôi 901 series 4, có cả đầu lọc luôn. Con này thì cũng rất là khủng rồi, nhìn rất là đẹp, gỗ đẹp tuyệt vời. Cái căng này còn không, em không tháo được. Để xem. Con này có giá cũng tương tự bằng con kia, 30 triệu cả đầu lọc. Xuất lực tối đa đây không ghi bao nhiêu watt như con bên kia. Con này thì tất cả đều cover bằng gỗ hết. Con này sản xuất Framingham ở Aberdeen USA và cả công ty Boss Bowasia Japan Ltd. Đấy. Rất là đẹp, tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời, rất là đẹp. Đấy thì không còn con nào nữa để em quay luôn cho bác xem. Mấy con bow ở đây thì nói chung là quán này nó cũng rất là nhiều đồ. Bow biết và cái giải mã là quá nhiều rồi. Thì em có quay một chỗ giải mã đấy, các bác có thể là vào tham khảo xem. Và ở đây thì nó cũng có nhiều loại loa rất là đắt tiền. Ví dụ là góc kia có một cái góc riêng dành cho những loa giá tiền chục triệu nằm góc kia. Đấy, thì em chỉ tay nó quá kính, rất là đắt. Thì ở đây nó có nhiều cái âm ly Acuphase, ví dụ em quay con này tạm này. Acuphase P20 có giá 15 triệu. Con này nó là cái gì nhỉ? Cái âm ly công suất của thằng Acuphase. À đây là có Acuphase P300X nữa này, cũng là cái âm ly công suất này. Muốn hát thì phải ghép thêm này. Tiac này thì vẫn là made in Việt Nam là cái chắc. Những cái dòng âm ly này Tiac này thì em biết rồi, nó là made in Việt Nam. Đấy thì bên này có một số loại loa to đùng của thằng gì đây, kính này, Diatone, kinh khủng. Con to đùng Diatone 45 triệu, nó rẻ đấy. Ở đâu? 22 man, 45 triệu một con Diatone như này. Nó khủng cái này, con này gì? Ôi trời. Con này đến 40-50 cân một cái như này bác, một tạ một đôi loa như này. Thì không chơi được. Thì em sẽ quay nốt một vài con cho bác xem. Ở đây thì có nhiều cái âm ly bóng đèn, con mấy con đấy anh vừa mới quay rồi. Một số cái âm ly bóng đèn. Ở đây anh quay 4 cái đôi bên đấy thôi. Đấy thì đấy là em vừa quay qua một số cái loa Bose cho bác xem. Bây giờ em sẽ chuyển sang một cái video mới
về cái một số loa như của thằng Diatone, của thằng Pavay cho bác xem. Đấy, em xin chân thành cảm ơn theo dõi của các bác. Hẹn gặp lại trong video tới.